Chào các bạn, hôm nay Ngọc Anh sẽ quay cho các bạn xem một cái model của Makita. Một cái model của Makita. Đó chính là một cái máy khoan. Các bạn thấy là được đặt trong một cái hộp rất là đẹp ha. Máy khoan, đây là model của nó này. HP2050. Đây là một cái máy khoan 2 tốc độ. Máy khoan búa các bạn ha. Máy khoan búa 2 tốc độ. Và đây là cái phía sau lưng hộp của nó, được đựng trong một cái hộp nhựa ABS mềm dẻo, rất là chắc chắn ha. Mình sẽ mở cho các bạn xem. Đây, ở trong này thì chỉ có quyển hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành của Makita. Hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành các bạn. Luôn luôn hàng chính hãng thì đều có model này. Và đây chính là cái máy khoan của chúng ta. Đây là cái model của nó này các bạn. Ngọc Anh sẽ quay cho các bạn xem. Đây. HP2050. Các bạn thấy rằng là công suất của nó là 720W. Công suất là 720W. Chế độ khoan búa là 20mm và chế độ khoan sắt là 13mm. Và tốc độ không tải của nó là từ 0 đến 1200 và 0 đến 2900 vòng phút. Và lực đập của nó là từ 0 đến 24.000 và từ 0 đến 58.000. Và đây là sản phẩm của tập đoàn Makita Nhật Bản. Và model này được sản xuất tại nhà máy của Makita Trung Quốc. Đây, các bạn thấy đây là cái công tắc chuyển chế độ khoan của nó này. Đây là chế độ khoan búa, có hình cái búa này. Và đây là chế độ khoan xoay thông thường. Ở dưới này kêu là có hai cấp tốc độ. Đây các bạn, đây là cái công tắc chuyển này, từ số 1 này. Đây đang hiện tại là đứng số 1, có cái mũi tên đây các bạn. Có mũi tên đây ha. Và các bạn sẽ xoay. Xoay. Xoay nó. Xoay đảo số ở đây, đổi số ở đây các bạn ạ. Nó mới và nó hơi cứng. Nó mới và nó hơi cứng ha. Xoay ở đây. Xoay đã được rồi. Số 2. Số 2. Xoay ngược lại. Và đây là cái nút để đảo chiều này các bạn. Đảo chiều máy khoan. Và ở đây thì có một cái nấm để điều chỉnh tốc độ. Điều chỉnh tốc độ của máy khoan, điều chỉnh tốc độ ha. Đây là cấp số, ở đây là tốc độ ha. Và model này thì được làm ở đây bằng kim loại khá là chắc chắn, hợp kim nhôm. Tay cầm thì được bọc cao su. Tay cầm được bọc cao su. Đây nữa các bạn. Nó cầm giúp cho chúng ta cầm rất là êm ái và không bị trơn trượt. Cái nhựa này nè các bạn. Nhựa này thì Makita làm rất là sắc sảo. Mình nhìn thực tế trên đây thì thấy rất là thích. Cảm giác nó rất là khó diễn tả. Đó là nó giống như là một sản phẩm rất là đẹp đẽ ha. Nó rất là thật. Còn nếu như các bạn những cái máy khoan chất lượng thấp hơn
hoặc là những cái hàng nhái hàng giả, thì nhìn nhìn cái này, những cái chất liệu nhựa này nó rất là dại ha. Còn đây là mình nhìn thì nó rất là đẹp, đẹp một cách nhã nhặn, đẹp một cách nhã nhặn các bạn. Đây ngọc anh sẽ đọc cái thông tin trên catalog cho các bạn xem nó như thế nào ha. Đây đây chính là thông tin của cái máy con búa này, HP 2050, trên catalog của Makita. Công suất là 720W, bê tông, khả năng quan là bê tông mềm là 20 mm, thép cứng là 8 mm, thép mềm là 13 mm, gỗ cứng là 25 mm, gỗ mềm là 40 mm. Tốc độ cao là từ 0 đến 58.000 vòng lần phút. Tốc độ đập thấp là 0 đến 24.000 lần phút. Tốc độ không tải là từ cao là từ 0 đến 2.900 vòng một phút, và mức thấp là 0 đến 1.200 vòng một phút. Tổng chiều dài của nó là 362 mm, trọng lượng là 2,5 kg, và dây dẫn điện là 2,5 m. Máy khoan hai chức năng, đây chính là cái máy khoan hai chức năng, vừa có chế độ khoan búa vừa có chế độ khoan thông thường. Sử dụng đầu kẹp các bạn, đầu kẹp và có khóa đầu kẹp này, đi đi kèm khóa đầu kẹp, tay cầm, thước đo, cân độ sâu. Đó là tất cả những cái thông tin về cái sản phẩm này. Anh sẽ cắm điện để vận hành thử cho các bạn xem. Đây các bạn. Các bạn thấy như thế nào? Ngọc Anh bóp nhẹ công tắc ha, bóp nhẹ công tắc và mạnh dần. Cảm nhận về cái động cơ rất là êm ái và rất là mạnh ha. Đây là một cái máy khoan sắt đến 13 ly. Đến 13 ly và rất là chắc chắn được đựng trong một cái hộp. Không biết là các bạn cảm nhận như thế nào về cái sản phẩm này. Riêng cá nhân Ngọc Anh thì Ngọc Anh rất là thích khi mà cầm nó trên tay. Một cái thiết kế nhỏ gọn vừa phải, nhìn rất là chắc chắn và mạnh mẽ. Ngọc Anh nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm mà phù hợp cho các bạn vừa chúng ta vừa khoan sắt, vừa khoan tường hoặc là bê tông nhẹ nhẹ, thì đây là một cái sản phẩm rất là hữu ích. Và Makita thì là một cái tập đoàn của Nhật và có rất là nhiều sản phẩm đa dạng cho các bạn lựa chọn. Thì để lựa chọn những sản phẩm của Makita thì các bạn có thể truy cập vào cái website của Ngọc Anh ở bên Nhịp Covid ở cái đường link phía dưới, cũng như là các bạn nếu như mà thấy rằng là muốn tìm hiểu về những sản phẩm của Makita thì Ngọc Anh sẽ review cho các bạn từng sản phẩm một. Thì các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ, cũng như là không bỏ qua bất kỳ một cái video nào mà Ngọc Anh đăng lên. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiều nữa của tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn, bye bye các bạn.